Chiều 17 tháng 4, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ nhà riêng của Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện U Minh, tỉnh Cà Mau bị trộm cậy cửa lấy đi 26 cây vàng. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 15 tháng 4, ông TMT, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện U Minh, tỉnh Cà Mau khóa cửa nhà đi công việc. Đến sáng 16 tháng 4, hàng xóm phát hiện nhà của vị cán bộ này có dấu hiệu bị cậy cửa nên gọi điện báo cho ông T biết. Nhận được tin, ông T quay về kiểm tra thấy cửa nhà bị cậy, mở tung. Sau khi trình báo công an, ông T kiểm tra tài sản trong nhà, phát hiện nhiều vàng được cất trong phòng riêng bị trộm lấy đi. Theo thống kê ban đầu, ông T bị trộm lấy mất 10 cây vàng 24K và 16 cây vàng 18K. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau cũng đã cử người đến hiện trường thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường vụ trộm, đồng thời phối hợp với Công an huyện U Minh để điều tra vụ việc. Trong sáng nay 17 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phát hiện những vật chứng quan trọng của vụ trộm bị bỏ lại cạnh đường giao thông liên xã thuộc huyện U Minh.